Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam bắt đầu đọc bài viết tổng quan về định học của Đại Đức Thích Trung Định. Kính thưa quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến với người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và chia sẻ video này đến với mọi người. Xin vui lòng xem toàn bộ link ở dưới phần mô tả tức video description. Sự yểm trợ của quý vị là động lực giúp chúng con sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu đọc. Tổng quan về định học. Định học là một chi phần quan trọng trong tam vô lậu học giới, định, tuệ. Nằm ở chi phần thứ hai, định học là kết quả do thực hành giới học đem lại và là nhân của tuệ học. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Trên con đường thực tập tâm linh theo Phật giáo, nếu thiếu chi phần này thì kết quả thực tập sẽ không thả NS tự trọn vẹn. Bởi y mỗ y chi phần N trong đó sẽ hỗ trợ cho nhau, chú âng nẻ M trong mộ T chỉ NS thể thù âng nhớ T, bớ T phân, bao hà M cho N vẻ N đã o lộ đi đế N giá C ngộ giả y thoát T. Do vợ y, hà NS giả tu họ C sẽ phả y thự C hà NS cho N vẻ N về giới y họ C. Về đi NS họ C và về tuệ họ C. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói rõ về mối y quan hệ nà y, đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, chi kiến lậu, vô minh lậu. Ý nghĩa thuật ngữ. Thuật ngữ Samadhi được dịch qua tiếng Anh là concentration, thiền định, là yếu tố quan trọng nhất về kỹ thuật thực hành. Nó có gốc Samadha nghĩa là đặt lại với nhau, tập trung tâm ý, tức đề cập đến một trạng thái của sự nhất tâm hay chuyên chú tâm. Trong một ý nghĩa kỹ thuật, thiền định bao gồm cả trạng thái của tâm và phương pháp thực hành để tạo nên trạng thái đó hai. Tất cả những vấn đề này mặc dù khác nhau về hình thức và sự thể hiện, nhưng nó cũng có trong một ý nghĩa của thiền định, đó là sự nhất tâm. Trong bản sớ giải bộ pháp tụ Dhammasangani có tên là Uttasalini Ngài Phật Âm Buddhaghosa Thera, định nghĩa về thiền như sau, tâm trí tập trung lại một chỗ, gọi là nhất tâm, do đó gọi là thiền định. 3. Với nguyên nghĩa của từ Samadha là đưa hoặc đặt lại với nhau, thuật ngữ này được dùng để chỉ một trạng thái tập trung tinh thần. Thường là kết quả của một số kỹ thuật hoặc hành thiền cụ thể. Từ điển Pali English Dictionary của T.V. Rhys David và William Stitt cũng khẳng định, thuật ngữ Samadhi có gốc là Sam cộng A cộng DHA, nghĩa là tập trung, gom lại, thu thập lại, tập trung tâm ý, và thiền định, đồng thời với việc thực hành chánh mạng, là một điều kiện cần thiết để đạt được trí tuệ cao hơn và đạt được giải thoát. Trong kinh Tạng, Samadhi được định nghĩa là sự nhất tâm Citta Ekagata, định nghĩa này hoàn toàn phù hợp với tính nghiêm ngặt của thuật ngữ tâm lý trong vi diệu pháp Abhidhamma. Vi diệu pháp xem nhất tâm như một tâm sở riêng biệt có mặt trong mọi tâm. Nó là một biến hành tâm sở với nhiệm vụ hợp nhất tâm trên đối tượng của nó, bảo đảm rằng mỗi tâm chỉ nắm bắt một đối tượng duy nhất mà thôi. Khi nhất tâm vượt qua sự ổn định căn bản của tâm trên một đối tượng để đem lại cho tâm một mức độ kiên cố và không tán loạn nào đó thì được xếp dưới danh mục Samadhi, định. Có lẽ vì vậy mà bộ pháp tụ Dhammasangani đồng hóa các loại nhất tâm này với một chuỗi các từ đồng nghĩa bao gồm tịnh chỉ Samatha, định căn Samadindriya, định lực Samadhibala. Từ quan niệm tâm lý nghiêm ngặt này, Samadhi, định có thể hiện diện trong các tâm bất thiện cũng như thiện và vô ký. Trong hình thức bất thiện nó được gọi là tà định, mikha samadhi, trong hình thức thiện gọi là chánh định, sama samadhi. Danh từ samadhi tùy theo ngữ cảnh để dịch, nếu được dùng trong nghĩa chánh định sama samadhi, một trong tám chi phần của bát chánh đạo, thì chữ này có liên quan đến các tầng thiền na, và thường được xem như cùng nghĩa với samatha bhavana, dịch là thiền an chỉ, hay thiền chỉ samatha. Nếu được dùng trong nghĩa tam vô lậu học giới, định, tuệ, thì nó có nghĩa là bao gồm ba chi, chánh tinh tấn Rai of Art, chánh niệm, Rai Mindfulness, chánh định, Rai Concentration của bát chánh đạo.
Thuật ngữ Samadhi được phiên âm phổ biến theo tiếng Trung Quốc bao gồm những cụm từ như Tamme Huệ, Tam Ma Địa hoặc Tam Ma Đề, cũng như các bản dịch của từ ngữ theo nghĩa đen như định. Bản dịch của Ngài Cưu Ma La Thập thường sử dụng Tam Muội, trong khi bản dịch của Ngài Huyền Trang có xu hướng sử dụng từ định. Bên cạnh thuật ngữ thường dùng Samadhi, trong từ vựng kỹ thuật về thiền cũng còn sử dụng hai thuật ngữ phổ biến đó là Jhana, theo SKT là Dhyana, và Bhavana. Luận sư Phật Âm đã truy nguyên từ Pali Jhana, SKT. Dhyana, đến hai hình thức có gốc động từ. Một là động từ Jayati với nghĩa tư duy hay tĩnh lự, có nguồn gốc chính xác theo từ nguyên. Ngoài ra, Ngài còn đưa thêm một từ phái sanh nữa của Jhana dù hơi có vẻ khôi hài, song với ý định làm sáng tỏ nhiệm vụ của nó hơn là giới thiệu gốc động từ. Từ phái sinh này được theo dấu từ chữ Jhana đến động từ Japati với nghĩa thiêu đốt, lý do là vì nó thiêu đốt các pháp đối nghịch, nên gọi là Jhana. Lời giải thích thứ hai này hàm ý rằng, Jhana thiêu đốt hay thiêu hủy các phiền não, yếu tố ngăn cản sự phát triển định và tuệ trong tâm. Trong ý nghĩa này, nhà bình luận về thiền na nổi tiếng Acarya Mahanama viết rằng, những ai đã an trụ vào các tầng thiền na, thì sẽ đốt cháy hết các đam mê dục vọng. Do đó, vị ấy hoàn toàn đoạn trừ hết thảy chúng trong tâm, và đạt được các trạng thái thiền na, nên, thiền na được hiểu theo nghĩa là đốt cháy. Theo Mahathera Paravahera Vajrayana, từ Jhana có ý nghĩa rộng hơn từ Samadhi. Nó ngụ ý chủ yếu là chiêm nghiệm contemplation, hay thiền định meditation. Thuật ngữ này sử dụng trong Phật học không chỉ mang ý nghĩa phát triển tinh thần rộng lớn mà còn là quá trình chuyển đổi các trạng thái ý thức thấp hơn sang các trạng thái cao hơn, từ các tầng thiền sắc giới đến vô sắc giới, rồi từ vô sở hữu xứ đến phi tưởng phi tưởng xứ, và cuối cùng đạt đến đỉnh cao trong sự tiến bộ đời sống tâm linh. Theo cách sử dụng có tính kinh điển mang tính luận giải thì từ Jhana có hai ý nghĩa có thể. Một mặt, nó có nghĩa là quán chiếu đến một đối tượng nhất định, hoặc quán sát một cách chặt chẽ về đặc điểm của các sự vật hiện tượng. Mặt khác, nó có nghĩa là loại bỏ những triền cái hoặc những tâm ý bất thiện làm chướng ngại thánh đạo. Trong cách sử dụng thứ hai, từ Jhana được giải thích bởi các nhà bình luận Phật giáo với động từ Japati, đốt. Tuy nhiên, ngày nay, từ Jhana được chấp nhận rộng rãi hơn theo nghĩa cũ, nghĩa là thiền định. Và cả thuật ngữ Pali là Jhana tương đương của tiếng Phạn, Dhyana, được sử dụng để biểu thị trong hệ thống thiền định Phật giáo. Từ Jhana có liên quan chặt chẽ với từ Samadhi với nghĩa thông thường là tập trung tâm ý. Samadhi xuất phát từ gốc nguyên tùy Sam cộng A cộng DHA, nghĩa là thu thập hay tập hợp lại, do đó đề xuất tập trung hay thống nhất tâm. Do đó Samadhi được miêu tả ngắn gọn như các trạng thái ly các dục và các bất thiện pháp. Tâm ý trở nên lành mạnh. Thuật ngữ tiếng Phạn thường hay nhắc đến nhất khi nói đến thiền là Dhyana. Thuật ngữ này được người Trung Quốc thời sơ khai phiên âm là thiền na và người Nhật gọi là thiền zen. Theo Masumoto, các thuật ngữ Dhyana và Samahita, nhập định hay nhập tam ma địa, đã xuất hiện trong các văn bản thuộc văn hệ Upanishad trước khi Phật giáo sử dụng. Đây là trạng thái thiền định khi Đức Phật còn là Thái tử. Trong một buổi lễ hạ điền cùng vua cha và các thân tộc dòng họ Thích Ca, Thái tử Tất Đạt Đa ngồi dưới gốc cây hồng táo, tâm bắt đầu ly dục, ly các bất thiện pháp, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Sau này dưới cây Bồ Đề tại Bodh Gaya, Đức Phật nhớ lại trạng thái thiền này và thực hiện cho đến khi đạt được giác ngộ. Trong ý nghĩa hẹp, Dhyana được sử dụng thường xuyên để đề cập cụ thể đến các cấp độ khác nhau từ sơ thiền đến tứ thiền và tứ không định. Một bậc thiền có một trạng thái tâm tương ứng. Trong một ý nghĩa rộng lớn hơn này, thiền được nói là bao gồm cả thiền chỉ Samatha, và thiền quán Vipassana, tức pháp thiền làm an chỉ tâm, chuyên chủ tâm và pháp thiền kia là thực tập quán chiếu sâu vào hoặc nhận định về bản chất của sự tồn tại. Thuật ngữ Bhavana cũng được dịch là thiền định. Danh từ này có nguồn gốc từ ngữ Kanbi, có thể dịch chữ Bhavana là tu thiền, tu tâm, luyện tâm, lọc tâm, dưỡng tâm. Theo Ngài Phật Âm, nó xuất phát từ ngữ Kanbha, có nghĩa là được hay để trở thành nhằm hỗ trợ yêu cầu của mình mà Bhavana có thể được hiểu như là một sự tiến triển, phát triển tâm linh, sự tu tâm, luyện tâm. Trong Phật giáo, Bhavana có thể nói đến bất kỳ hình thức tu tập, thực tập Dhyani. Gần đây,
Ngài Wanpola Rahula đã lập luận rằng thiền Phật giáo phải được hiểu theo nghĩa Bhavana rộng hơn là Dhyana. Theo ngài, thiền định là một danh từ chưa lột tả được nguyên ngữ Bhavana, có nghĩa sự đào luyện tâm linh. Bhavana trong Phật giáo nói đúng ra là một sự đào luyện tâm linh trong ý nghĩa toàn vẹn nhất về mặt ngữ nghĩa của danh từ. Nó nhằm mục đích tẩy sạch tâm tưởng hết những ô nhiễm, những thứ làm tâm dao động như ý tưởng về dâm dục, sân hận, ác độc, biếng nhác, phiền não, bất an, hoài nghi, và đào luyện những đức tính như tập trung, chú ý, thông minh, ý chí, nghị lực, khả năng phân tích, niềm tin, hoan hỷ, an tịnh, để cuối cùng đưa đến trí tuệ cao cả thấy rõ thật chất của mọi sự vật, và thật chứng chân lý tối hậu, Niết Bàn. Nghiên cứu từ điển Phật học Trung Hoa cho thấy thiền là phiên âm của Dhyana, trong khi định là một giải thích của Samadhi. Thiền là một yếu tố trong định, hoặc Samadhi, trong đó bao gồm cả nền tảng của thiền định là tập trung, trừu tượng, đạt đến mức cuối cùng là vượt qua cảm xúc hay suy nghĩ, do đó mà hai từ thiền định được sử dụng chặt chẽ với nhau. Tiến sĩ Müller, một học giả Phật giáo Bắc Tông, tác giả quyền tự điển thuật ngữ Phật học Đông Á Dictionary of East Asian Buddhism, cũng cùng quan điểm như vậy. Thiền định là tiếng ghép đôi, từ việc phiên âm chữ Phạn là thiền và ý nghĩa theo chữ Hán là định, có nghĩa là quay nhìn vào bên trong, với trạng thái tĩnh lặng. Như vậy, chúng ta nên dùng trong ý nghĩa trọn vẹn nhất đó là thiền định. Nó bao gồm cả Samadhi và Dhyana và Bhavana để nói đến thiền định Phật giáo. Như vậy mới bao hàm toàn bộ ý nghĩa của thiền định được mô tả trong kinh tạng. Ý nghĩa về thiền định. Tóm lại, thiền định có nghĩa là tư duy hay tĩnh lự, là chuyên chú tâm vào một đối tượng duy nhất để đạt được trạng thái nhất tâm. Thiền định được chỉ định trong giai đoạn thứ hai của con đường thanh tịnh, bao gồm nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen, nó có nghĩa là cố định vững chắc, do đó chúng ta có thể định nghĩa theo nghĩa hẹp nhất và độc nhất của nó về cơ bản là tập trung tâm ý lành mạnh vào một đối tượng duy nhất. Và theo nghĩa rộng nhất của nó theo truyền thống bao gồm, chánh niệm, sự mãn nguyện, sự giải thoát khỏi những triền cái, bài tập sơ bộ cho sự phát triển của nhất tâm, sự chuyên chú, nhất tâm, các trạng thái thiền từ sơ thiền đến tứ thiền, đến tứ không định. Bộ pháp tụ thuộc tạng A Tỳ Đạt Ma định nghĩa sự nhất tâm như sau, tính ổn định, tính vững chắc, và sự kiên định của trí tuệ, sự vắng mặt của tâm tán loạn và phân tâm, tâm chuyên chú, sự an tịnh, định lực và chú tâm, và cuối cùng là chánh định. Thanh tịnh đạo luận định nghĩa, định với nghĩa là tập trung. Tập trung là gì? Đó là sự xoay quanh của tâm và tâm sở một cách đều đặn, chánh đáng vào một đối tượng duy nhất. Bởi vậy, đấy là trạng thái nhờ đó tâm và tâm sở ở trong tình trạng quân bình, chánh đáng. Và đặt hết vào một đối tượng duy nhất, không phân tán hay sao lãng. Đặc tính của định là không phân tán. Bản chất hay nhiệm vụ của nó là loại trừ phân tán. Tướng của nó là không tán loạn, nhân gần của nó là lạc, do câu, như lạc, tâm vị ấy được định. Phật giáo Nguyên Thủy định nghĩa thiền định hay thiền chỉ có mục đích chế ngự năm chướng ngại của định gọi là năm triền cái và làm cho tâm an trú. Thuộc ba chi phần định trong bát thánh đạo tương ứng với ba mức độ định khác nhau. A. Chánh tinh tấn, an trú nhờ cố gắng giữ nhất tâm trên đối tượng sơ tướng và thô tướng. An trú này gọi là chuẩn bị định. B. Chánh niệm, an trú nhờ duy trì nhất tâm trên đối tượng quang tướng. An trú này gọi là cận hành định hay tịnh thuộc dục giới định. C. Chánh định, an trú nhờ nhất tâm bất động trên đối tượng quang tướng. An chú này được gọi là an chỉ định hay định sắc giới và định vô sắc giới. Kinh A Ma Chú, bản kinh số 3, Ambattha Satta, thuộc chương bộ giới thiệu các vấn đề tương ứng là giới định và tuệ, theo đó định sẽ bao gồm A. Phòng hộ 6 giác quan, B. Chánh niệm, C. Sự thỏa mãn, D. Sự giải phóng khỏi 5 triền cái, E. 4 tầng thiền. Thành tựu 4 tầng thiền được Đức Phật gọi đó là chánh định. Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh định? Ở đây, này các tỳ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm có tứ. Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tứ, nội tính, nhất tâm. Vị ấy ly hỷ chú xả, niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú. Chứng và chú thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước,
chứng và chú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Đây gọi là chánh định. Pháp Bảo Đàn Kinh định nghĩa tọa thiền là, bên ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng khởi gọi là tọa, bên trong thấy tự tánh chẳng động gọi là thiền. Ngoài lìa tướng tức thiền, trong chẳng loạn tức định, ngoại thiền nội định gọi là thiền định. Ngoài lìa tướng nghĩa là khi thấy tướng nhưng không dính mắc vào tướng, tức là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần tâm không dính mắc, hay rong ruổi chạy theo tìm kiếm. Bên trong tự tánh chẳng động, tức nội tâm an trú, vắng bặt các tạp niệm, do vậy tâm chuyên nhất, đó là định. Ngài Khương Tăng Hội trong bài tự kinh An Ban thủ ý định nghĩa thiền là loại trừ và đốt cháy. Loại trừ và đốt cháy ở đây là loại trừ những cấu uế trong tâm, những phiền não, tập khí và nội kết trong tâm. Thiền là làm cho tâm ngay thẳng lại, làm cho ý chuyên nhất lại. Tập hợp tất cả những điều lành, dùng những điều lành ấy để loại trừ những uế ác còn dính mắc trong tâm. Uế ác đó là năm sự ngăn che, gọi là ngũ triền cái, đó là tham dục, sân hận, thủy miên, trạo hối và nghi ngờ. Như vậy, có thể nói định học là một phạm trù rộng lớn trên con đường thực tập tâm linh trong Phật giáo. Thiền định được xem là trái tim của Phật giáo, vì nếu không có thực tập thiền định thì sẽ không đạt được mục tiêu cuối cùng, đó là trí tuệ vô lậu giải thoát. Ngày nay, khi Phật giáo phát triển rộng lớn, các trường phái thiền được phát triển. Thiền chỉ, thiền quán, thiền tứ niệm xứ, thiền quán niệm hơi thở và thiền từ bi được áp dụng thực tập rộng rãi. Trong đó, thiền chánh niệm đã trở thành một dòng thiền thiết yếu trong xu hướng thời hiện đại. Thiền định giúp giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết như giảm stress, buông thư, an trú và tịnh lạc, giúp tái cấu trúc và thiết lập cơ chế tâm, mang lại an lạc giải thoát trong đời sống. Tủ sách Áo Lam chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã nghe hết bài viết tổng quan về định học của Đại Đức Thích Trung Định. Xin đừng quên trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến bạn bè và gia đình nhé. Hẹn gặp lại vào cuốn sách mới.